Ok, chào tất cả các bác đã quay lại với Sinh Audio nhá. Hôm nay em lại lên sóng cho các bác một con có màn hình hiển thị đẹp vô cùng luôn. Con này có mã nó là K-Betty này, K650 nhá. Nguồn to, các bác nhìn xem cái nguồn này. Nguồn này phải 19 phân. Nguồn rất chi là to luôn. 2, 4, 6, 8, 8 quả tụ. Đấy, tụ này nó là 10.000 mi này, 63V. Đấy, đẹp chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sò LG một kênh nhá. Hai kênh nó là 28 sò LG. Đấy, đây là hai vỉ nhá, hai vỉ, vỉ trên vỉ dưới nhá. À, trong đó nó chạy 10 sò LG là sò chính và bốn con này là để là bù áp này. Thấy chưa? Bốn con này bù áp, còn 10 con này là chính. Con này chạy mạch class AB nên đưa ra cái chất âm nó cực kỳ hay cho các bác. Con này tiếng thì rất chi là hay và có lực. À, đây mặt đằng sau của nó nhé, mặt đằng sau của nó đây là cái khối tản, khối quạt ra đằng sau này thoát khí nóng này, đây là đầu vào này, đây là cổng linh này, đây là các chế độ là modern này, ground nối tiếp địa này, đây là input này, các bác gạt không, đây là nó gọi là phân cực cái gì ạ, đây là đầu ra cổng new trick này, jack new trick. À, và cọc đấu dây. Đấy, cọc đấu dây đẹp đẽ cho bác. Các bác, máy thì cực kỳ đẹp, sạch sẽ. Đấy, 2 tầng. Máy 2 tầng. Nguồn rất chi là to. Con này. Rồi, ok. Bật lên cho bác này. Đấy, Carbon Sky này, K650 DBSD âm đi. Đây là nhiệt độ của kênh A này, đây là nhiệt độ kênh B này. Đây là chế độ sitter này, đây là n bằng không, có nghĩa là mình chưa vặn volume này, kênh lép trái phải, right là phải 3%, mình vặn đây này. Chưa có phí vận chuyển cho các bác nhé. Các bác anh em nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại 0398192198 nhé. 4.200.000 chưa có phí vận chuyển. Rồi, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi.